Dạ, dạ. Ngân Giang và Thanh Lan xin gửi đến quý vị lớp chiếc đoạn cải lương người tình trên chiến trận. Quên mừng cả gia khổ thành viên vào lòng tôi để sáng mai ra mắt thiên kiều về hồng phố. Lòng tôi không về, không về hồng phố. À, thiên kiều, nếu em không về hồng phố thì tới mã phương này sẽ chịu một cực hình kính khiếp nhất. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu.
Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không yêu nhau, không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh lo mất mãi trong tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đỡ cửa đi.